Còn 2 tháng nữa, cô sẽ kết hôn với một người đàn ông tên là Việt. Nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng anh ta. Có đúng không? Đàn ông luôn coi vợ mình là món ăn chính. Nhưng một khi món ăn chính đã được dọn ra bàn rồi, thì hắn ta lại nghĩ ngay đến món tráng miệng. Thế mới đau chứ. Chào mừng các bạn đã đến với phòng tác chiến của Hội Quả Của Đen. Môi em muốn nói yêu anh, tay em cứ viết tên anh, dựa đầu vào vai anh thì thầm vào tai anh, ôi chàng lạnh lùng mình đang yêu. Em loay hoay sẽ biết nấu ăn cho mình anh đó, em quan tâm săn sóc cho anh thêm phần sung sức. Ba đi tuyệt vời, mẹ lười quá ta ơi, lại đây ngoan đừng có cãi lời. Chỉ một thoáng bối rối, đã biết yêu anh rồi. Người ơi chàng đẹp trai quá đi thôi. Chỉ vì ánh mắt anh, em bay tận trời mây. Mình yêu nhau luôn anh nhé, vì anh luôn luôn em sẽ là người vợ tuyệt vời nhất. Bộ phim cũng quay xong cũng khá lâu rồi, cho nên là trong cảm ơn khoảng thời gian là như vậy. Mọi thứ đều trong màn bí mật, không biết là nhà sản xuất dựng phim như thế nào, đạo diễn sẽ làm như thế nào với bộ phim. Thành ra là bây giờ tự nhiên nhớ lại cái cảm giác hồi quay phim, nhớ lại cảm giác lúc đọc kịch bản. Và không biết là với tất cả những gì mà Lan Phương cùng với các bạn diễn thể hiện thì sẽ có kết quả như thế nào với trên màn ảnh. Nên là rất là hồi hộp. Như bạn đã nhìn thấy gương mặt của mình rất là tươi, đang rất hào hứng và có một chút hồi hộp nữa. Và các bạn hãy đợi. Cô đơn em buồn em không. Yên tâm một điều rằng cứ 10 phút các bạn sẽ té ghế một lần. Mất hơn 1 năm để thực hiện nên được ra mắt ngày hôm nay thì cảm giác rất là hạnh phúc, rất là vui và rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng hy vọng là mọi người xem sẽ cảm thấy rất là thoải mái và có những giây phút thật sự là thú vị. Với cái tính cách nhân vật Mai Châu này thì Phần Trang có khùng hơn một tí xíu, rất là hồi hộp, không biết là cái vai diễn của mình tối ngày hôm nay có được quý vị khán giả yêu mến hay không. Đó là một cái áp lực rất là lớn với Phần Trang hiện tại bây giờ. Đây có thể nói là cảm xúc đầu tiên, cho nên Mea rất là hạnh phúc và không biết nói gì để có thể diễn tả được cái niềm vui và hạnh phúc của mình, và rất là hồi hộp đón chờ xem vai diễn của mình sẽ như thế nào. Viết tên anh, dựa đầu vào vai anh thì thầm vào tai anh, ôi chàng lạnh lùng mình đang yêu. Em loay hoay sẽ biết nấu ăn cho mình anh đó, em quan tâm. Đã có từng có dịp được xem Cô Dâu Đại Chiến 1 rồi và nói thật là rất là ấn tượng và cảm thấy rất là vui với những cái chi tiết hài hước của phim. Và nghe đồn là Cô Dâu Đại Chiến 2 còn hoành tráng và bùng nổ hơn cả Cô Dâu Đại Chiến 1 nữa. Cho nên là ngày hôm nay Du cùng với bạn bè của mình phải đến là một trong những người đầu tiên được xem bộ phim. Cảm giác này rất là háo hức và hồi hộp. Xin chào quý vị khán giả, hôm nay rất là vui khi được có mặt trong buổi lễ ra mắt của bộ phim Cô Dâu Đại Chiến 2. Và chắc chắn là đạo diễn Victor Vũ sẽ không làm cho quý vị thất vọng đâu, đúng không ạ? Thì xin chúc cho Cô Dâu Đại Chiến 2 sẽ luôn giữ vững số lượng khán giả yêu mến của mình từ trước đến giờ và sẽ còn nhiều khán giả tìm đến Cô Dâu Đại Chiến 2 nữa nhé. Thực ra cảm xúc của Ngọc khác với mọi người có thể nói là hồ hởi, hào hứng hay là hồi hộp hay là háo hức hay là sao đó, nhưng mà Ngọc hy vọng rằng đây là một trong số ít những cái phim mà sẽ đạt doanh thu cao trong năm nay, trong một cái năm rất là ảm đạm của phim Việt, thì hy vọng là phim này sẽ có một bước đột phá. Cô Dâu Đại Chiến 2 sẽ là một trong những bộ phim để lại những tiếng vang tuyệt vời như những bộ phim trước, và vẫn hy vọng là tất cả quý vị và các bạn hãy cùng tới rạp để coi Cô Dâu Đại Chiến 2. Sư có xem cái trailer của Cô Dâu Đại Chiến 2 và Sư cảm thấy là wow, cái này là thực sự là có đầu tư hơn rất là nhiều so với phần 1. Và Sư rất là mong để được xem là họ đại chiến như thế nào, nên hôm nay là mặc đồ như vậy đây thấy có đại chiến không? Anh luôn luôn em sẽ là người vợ tuyệt vời nhất đời anh.
Lê Khánh thì chắc chắn là sẽ rất là vui rồi. Bởi vì ai cũng biết chị Lê Khánh là một diễn viên rất là giỏi, nhưng mà Diễm cũng rất là bất ngờ với Maya và Vân Trang, tại vì Diễm không nghĩ là hai người có thể diễn hài rất là dễ thương như vậy. Chắc chắn là năm nay khán giả sẽ rất là ủng hộ bộ phim Cô Dâu Đại Chiến phần 2. Thì Vân Trang hy vọng là trong dịp Tết này, Cô Dâu Đại Chiến 2 sẽ thực sự là một món quà, sẽ thực sự mang đến niềm vui và ý nghĩa cho tất cả mọi người. Chúc mọi người một mùa xuân thật là an lành, thật là hạnh phúc. Cảm nhận bây giờ thì chị biết là sẽ rủ bạn đi coi tiếp, tại vì phim quá là vui và quá là hấp dẫn luôn nè. Thực sự đây là một hội rất là đáng yêu. Mình thấy chị Lê Khánh với Vân Trang với Maya mỗi người một cái chất rất là riêng, nhưng mà thật sự tất cả những cô gái trong đấy đều rất là hấp dẫn, và cô bé Du Dương thì rất là đáng yêu. Du Dương mong rằng khán giả sẽ thích bộ phim này, mong là cả ekip mình sẽ đem được tới cho khán giả những cái phút giây thật sự là thoải mái, thư giãn. Và thực sự là Bách bất ngờ đến phút cuối, mặc dù mình đã được đọc kịch bản, thực sự là bất ngờ. Một lần nữa phải chúc mừng Victor đã làm một bộ phim thật là tuyệt vời. Hãy đón xem bộ phim và tôi tin rằng bộ phim sẽ không làm các bạn thất vọng. Nhân dịp năm mới, Lê Khánh xin chúc khán giả của Galaxy luôn bình an, mạnh khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thà giết lầm không bỏ sót. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thà giết lầm không bỏ sót. Thà giết lầm không bỏ sót. Cơ đồ nghiêng ngả cũng chỉ vì lòng dạ đàn bà.